Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2562 đã về. Sáng nay ngày 22 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Mậu Tuất, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang vô cùng hân hoan đón tiếp Phái đoàn tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Trần Long Thôn, Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật Đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tại văn phòng Ban trị sự chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Thay mặt Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự. Tại buổi nói chuyện, ông Trần Long Thôn thay mặt phái đoàn có lời thăm hỏi đến Hòa thượng Trưởng ban trị sự và chư tôn đức tăng ni trong Ban trị sự. Theo ông, Phật Đản không còn là ngày riêng của Phật giáo mà còn là ngày vui chung của nhân loại. Sự có mặt của Phật giáo đã làm cho thế giới này thêm hiểu biết và gần nhau hơn. Phật giáo tỉnh Tiền Giang từ khi thành lập đến nay đã sát cánh cùng với chính quyền địa phương, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp lễ Phật Đản, thông qua Hòa Thượng, xin được gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe, an lạc đến với toàn thể tăng ni và Phật tử trong địa bàn tỉnh Tiền Giang. Phái đoàn cũng có lãng hoa, xin gửi đến chúc mừng lễ Phật Đản. Hòa Thượng Thích Huệ Minh, thay mặt Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đã đón tiếp phái đoàn trong niềm hoan hỷ vô biên, nhận lời chúc mừng của đại diện phái đoàn. Hòa Thượng cũng xin gửi lời tri ân đến quý vị lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Quý vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang thời gian qua hoạt động có hiệu quả. Xin được gửi lời chúc hạnh phúc và thành đạt đến với toàn thể quý vị.